Là hôm nay muốn ăn gì? Con muốn ăn bánh canh. Bánh canh gì? Bánh canh cá lóc. Hôm nay cô Mon sẽ cho con đi ăn bánh canh. Nhưng mà bây giờ hai cô cháu mình đi uống sinh tố trước nhá. Dạ. Để cô Mon gọi điện cho cô Nga nhá. Dạ. Hello các bạn. Chiều cô muốn uống sinh tố gì nào? Con muốn sinh tố. Con muốn uống trà chanh. Ok, gọi điện cho cô Nga đó nhá. Cô Mon cũng tay lái lụa chứ đùa đâu. Đấy. Thấy chưa? Đấy, tay lái lụa ấy. Nhìn anh em bối rối, em quay về tim anh lắm lối. Em chưa từng dám nói em yêu một ai thế này. Hát đi sao la. Ở đây nấm muối không nhỉ? Đi vào kiếm nấm muối. Tí 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 tí. Sao vui không? Uống sinh tố không? Có. Giờ mình uống sinh tố gì? Con thích uống gì? Con thích ăn trái gì? Con thích. Hả? Con thích ăn trái nho. Con thích ăn trái nho á? Ok. Nhưng mà như không có sinh tố nho đâu con ạ. Cho đốm. Hồi xưa mẹ con có nuôi chó. Cho đốm lộn chó sữa. Đây. Con muốn cặp tóc rồi nhé. Sao lại uống sinh tố gì con? Cứ sinh tố dầu. Uống sinh tố dầu á? Dạ. Cho em sinh tố mãng cầu. Một, hả? Hết mắng cầu rồi. Vậy sầu riêng đi. Sầu riêng dằm đi. Hôm nay chơi lớn nha, ăn sầu riêng dằm. À, để gọi điện chị Nga đấy nhở. Một bánh tráng này. Có cái hộp gì nè. Không, cô món thích ăn bánh tráng chấm hơn. Này hũ. Cái này bánh tráng chấm đúng không? Có cái hũ à. Không, không thích ăn đâu. Không ăn cái này nhá. Cô mong pha chung cái thì... Cô mong nó biết pha bánh tráng đây, đi vô đây mới biết ăn. Bây giờ thì gọi điện cho chị Nga để đợi chị Nga qua nhé. Con chào các cô chú và các bạn. Hôm nay Sala đi chơi với cô Mon vui không? Dạ vui. Vui hả? Dạ. Lát phải đi ăn, lát đi ăn bánh canh nha. Dạ. Nhá. Ở đây còn bán cái gì nữa này? Cái này là cái gì đó? Mình lát mình để bộ mình đi ăn ấy thôi. Yeah. Ngồi đây đi, mình kiếm một chỗ ngồi đi. Được nghỉ hè cho Sala? Dạ chưa. Còn lâu. Ủa con được bây giờ được nghỉ hè rồi mà. Dạ chưa. Chưa được. Con cái này là lần đầu tiên Mon trộn bánh tráng, trước giờ cho không biết trộn bánh tráng. Xé đi con. Đây, xé nhỏ đi ra. Đúng rồi. Để chấm nha. Dạ. Cô ăn cho con xé vô bịch cô mà. Nói chung cô Mon xinh gái chứ nhỉ. Sao con xé nhỏ thế? Nè, cho con này. Con cá ông chú và các bạn. Ủa ơi, đây để cô Mon. Wow. Ngon không? Cô Mon pha muối ngon không? Lần đầu tiên cô Mon pha muối nó thấy con sala ăn được dùng chảy nước miếng rồi. Mời cả nhà nhá. Nhắc cái tu. Cũng ngon. Hơi cay. Cay quá. Ngon không? Ngon không? Dầm 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 dầm. Cay nha. Cay không?
con đường ở đây á, là sắp tới là sân bay nó sẽ đi ngang qua sân bay Long Thành. Nên chắc sau này rất là phát triển. Đi về Sài Gòn này. Còn hướng phía sau là đi về Long Khánh, Phan Thiết, Vũng Tàu. Bạn nào mà muốn đi mà không cần phải xem Google Maps thì nhớ theo dõi bé Mon. Mon sẽ nguyện làm Google cho cả nhà mình luôn. Bây giờ Mon là cái con cây, cây mà không báo quá. Cái con cây, cây mà không báo. Ăn được không? Giỏi hả? Wow, đồ uống của mình đến rồi nè. Ủa cay quá. Con đây. Không muốn thêm đá không? Không muốn thêm không? Thôi uống vậy thôi, đau họng ấy. Đây là sầu riêng dặm. Không ăn cay uống đi. Uống đi thôi nha. Đắp lên, đắp lên, nhìn nè. Cho con miếng đi. À, cay hả? Có một ông cay muốn chết. Ừ. Đến rồi kìa, con Nga đến rồi kìa. Hello chị, con Nga kìa. Con chào cô Nga. Chào con. Lo là gia đình của Mon Vlog nha. Hello chị. Ăn gì vậy? Em sầu riêng, chị làm ly chè chị. Đâu cho nhà miếng, cho Nga miếng nha sao là. Dạ. Cô Mon cho con miếng nha cô Nga. Wow. Sầu riêng có ăn được không? Tôi thấy tôi nghi rồi, tôi đi cầm camera cho bà quá. Ăn tiền camera hả? Ăn theo ăn sẽ là ăn theo salad rồi. Hồi nãy ai cầm máy cho em á? Tiền hả? Dạ, chị tiền chị đi về luôn này. À, đi lên tìm nước hoa đúng không? Ừ. Sao là ăn gì vậy? Nãy giờ cô Mon dắt con đi ăn gì vậy? Nãy giờ cô Mon dắt con đi ăn bánh tráng. Nãy giờ có ăn một bánh tráng thôi. Dạ. Trời ơi, kỳ. Con muốn ăn gì con Nga đưa đi nè. Ăn gì? Bữa nay con muốn ăn gì với cô Mon á? Nãy con nè. Hả? Bánh canh cá lóc. Bánh canh cá lóc. Là một tô lớn luôn nhá. Trời, dã man chưa? Đang đợi con Nga. Nè. Rồi vậy bây giờ cô Nga đưa con với lại cô Mon Vlog đi ăn bánh canh cá lóc nha. Ở đây có tiệm bánh canh cá lóc nào ngon không? Có chị. Ok, đi. Cô Mon cho con miếng sầu riêng. Tôi biết mà, tôi chỉ là kẻ dư thừa. Chị uống gì? Chị ăn gì? Không, tí tôi ăn ba. Nhưng tô sầu riêng ngon lắm. Mình không thích ăn cái cây bạn ơi. Cảm ơn. Cắt đôi nỗi sầu. Ê, ngon nhỉ? Sao ăn nữa nhỉ? Ngon lắm chị. Mà đợi ăn xong cái này chắc hết video luôn á. Ăn nhẹ hả? Ừ. Sao lại tôi ăn đá hả con? Trời ơi lạnh lắm rồi. Lạnh quá thì răng. Uống lạnh quá bị ấy ấy. Ừ, răng nó mất răng ấy. Nó đi chơi nó không về lại đấy. Ừ, miếng bơ béo không? Bơ sầu riêng. Đói quá không? Thôi chị Nga ơi, bây giờ thì hai cô cháu mình đi ăn. Cùng chị Nga đi ăn, mời chị Nga đi ăn chứ sợ chị Nga đói lắm rồi. Ok, bánh canh cá lóc không sao lá? Yeah, let's go. Đói đâu? Yeah. Nướng bự ấy. Nó buốt răng quá. Lạnh. Con bé quá chắc chỉ con không mọc quá. Răng không mọc nổi đâu rồi. Chào mừng cả nhà đến với Mon Vlog nha. Đếm hẹn lại lên. Hôm nay Mon Salan nói là muốn đi ăn bánh canh cá lóc. Nhưng mà bánh canh cá lóc ở đây rất là đặc, không phải để ở trong tô nhưng kiểu là những ngày quán bán bánh canh bình thường mà để ở trong thố nha. Đây. Chú chú. Bánh canh cá lóc có đầu cá luôn hả chị? Có, đúng rồi, có đầu luôn. Tiệm của mình mở được mấy năm rồi chị? Cái thố để mà nấu bánh canh đây nó sẽ nấu thố như thế này. Rất là nóng, nóng hổi luôn. À, tại vì muốn tạo bất ngờ cho chị. Đúng rồi. Sáng nay bán hết, sáng nay bán được nhiều không chị? Dạ. Này rai không? Chưa có đông lắm. Và đặc biệt ở đây là bà chủ quán không chỉ bán bánh canh mà còn nước mía. Lát thì ép cho em mấy ly nước mía đây nhé. Bữa nay mưa nó bị hư cái sàng lọc á, thế là
kêu thằng em nó chấm cho mà cuối cùng nó chưa làm được. Thế là không được uống nước mía hả chị? Đúng rồi, hôm nay nước mía không có, cho nước có chăn dây thôi. Đúng rồi cháo. Chị, có cháo. Ai thích ăn cháo thì mình nấu, mình tán cháo ra. Nấu nước lèo xong bắt đầu mình thả cháo vô rồi mình tán ra. Thì là cháo nó không bị ấy, bị nở. Nó dẻo cháo. Thì là ngon nha, làm nên cái hương vị của bánh canh luôn á. Em nhắn bánh canh chị một lần mà em nhớ quá chị. Dạ. Nên em phải qua. Sao nhỉ? Tới thì báo trước nên bữa rồi cũng chừa được mấy cái đầu có trứng á. Bây giờ hôm nay có không chị? Không, bây giờ cái đầu kia thì cũng khá là to. Nhưng mà nó không có trứng. Không có trứng à? Là mất trứng rồi. Mất trứng rồi. Để bữa nào đi ha. Dạ. Bữa nào ok trước đi. Cả mình dàn lại cái ít trứng cho Nga. Dạ. À chị tên là gì chị? À mình tên là... Cứ gọi bà bán canh đi ha. Dạ, bà bán bánh canh. Dạ. Cho nó có ấn tượng. Nhưng mà phải là bà bán bánh canh. Nước dùng này mình làm từ đâu ra ha chị, bánh canh? À, từ xương. Từ xương xương ống và xương vá của con heo. Yeah. Xương ống thì mình để bán theo cái kiểu ai ăn bánh canh xương thì mình bỏ xương. Còn cái xương vá mình làm cho ngọt nước và trong đó có tôm, mực rồi mấy cái nguyên liệu khác nữa. Yeah. Cho cái này ra là nó còn nóng. Nóng sùng sục luôn á. Wow. Trong cái đầu này để nó khỏi bị tan ruột á, vì cái ruột nó có nhiều khi có mỡ của cái bộ lòng á. Dạ. Nên là mình nhồi vào bên trong nó khỏi bị tan. Vâng. Tắt bếp rồi mà sôi như vậy đúng không? Có chứ chị, lưu không? Bếp mất. Tại vì cái nồi này nóng lắm á chị. Mình sợ nó khỏi cái nồi này ngày xưa thường người ta để mà ăn vậy mình nhúng rau vào cái là nó chín rau luôn. Mình không cần phải trụng. Em thấy có xương nữa. Có xương nem. À, cái tô bánh canh của mình thật là bự. Nhìn trong hình vậy thôi chứ ngoài đời rất là bự. Ngoài ngon, nhìn ngon hơn là trong hình nha. Wow. Đúng theo yêu thích của Sài Lan. Một tô này thì bán bao nhiêu tiền chị nhỉ? Một tô ví dụ như thố lớn thì 40, còn thố nhỏ thì 30. Yeah. Còn là mình ăn xương thì 3 năm, đầu thì 3 năm, chẳng hạn vậy đó. Thố lớn thì nhất lên như vậy đó. Trên nhau mình có cả tôm nữa nhá. Bánh canh tôm ở bên trong mà tôm nó còn sống nguyên. Cái này là dâu đắng nhá, còn cái này là rau má. Hello. Má đắng, hello. Cái chừng đó có nước sôi chị ơi. Rồi nó còn sôi như vậy đã hả? Bắt đầu mình nhúng rau vô nè. Nóng lắm chị ạ. Quán phi làm hành phi bỏ bánh canh nhưng mà mình thích ăn hành sống cho nó giòn. Thái mỏng. Ăn trộn nguyên cả một rổ này cho bà nhìn thấy bà chửi sấp mặt kìa. Nói chưa? Không sao. Ý có gì ăn ba tô rồi. Rồi thì cầm máy giùm em đã nhá. Em cầm cho Nga bao nhiêu ngày tháng rồi Nga làm cho em sao? Đấy là y quá ấy. Em luôn ngại cô luôn ốm rồi nên hai chị em phải hỗ trợ nhau thôi. Đúng rồi, hay quá đúng không? Các bạn không mời cô mà. Ừ, ra ăn đi. Đây, con đây. Ăn chừng nóng nha con. Con trộn đi. Rồi, mời cả nhà nha, em mời chị. Mời em nha. Mời Sala nha, mời cả nhà nha. Mời cô mời. Ừ, mời con. Con má nữa nè. Con ăn rau không? Dạ không. Ăn rau cho đẹp ra. Cái nồi này nóng lắm nha Sala nha, con đừng có tì vào cái vành của nó nhé. Ngon Sala. Dạ ngon, con là cho muốn đủ muỗng nào nhé. Ừ. Con vừa cầm đũa vừa cầm muỗng. Rất ngon. Ăn được rau đắng luôn à? Cảm ơn quá là sao nè. Đây, cái này chưa đi hết, cô mòn lại bớt cho. Sao, Sala thấy sao con? Dạ ngon.
Thôi con nóng nữa. Cắn luôn không có trứng xương nha. Đây có trứng xương. Ngắp đi. Đây há miệng ra. Wow, ngon không con? Ngon. Xương này cô mon. Xương cô mon lấy ra. Ăn con ăn con cái trứng xương nhỏ nhé. Dạ. Trứng xương con. Để con. Đúng rồi. Đây, cắn miếng nào. Cắn. Đúng rồi. Nhìn mấy cái món ăn như là dễ thương ha. Ngon trứng cá. Em cảm ơn nha, trời chị quán chu đáo quá. Quan trọng chị. Sao la thích ăn da lắm á, món ăn rau giả mang rồi. Đúng rồi, em chỉ thích ăn rau mà. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà rau thì ngon. Rau mà chấm mắm không cũng ngon nữa. Chấm nước mắm luôn. Ngon mà. Chấm lại miếng bự đi. Đắng không? Hơi. Ăn trứng xương nha. Nước trà cô lấy cho em nha. Đây. Bự quá. Chị Nga nó đông dữ. Cô mon cho con dài cô mon. Dạ. Đây cô mon lấy cho. Thôi có xương nha. Có xương không? Ngon. Coi chừng có xương nha con. Đây da này, da của em này. Nó là cứu cô mon, cô mon không biết ăn da. Ăn theo phong cách của chị Nga Sumo. Ồ, của em đây hả? Dạ, em cảm ơn để đây luôn. À, để đây luôn nha. Cho em ít rau má chị. Rau má mới rồi, bánh môn thầu quá rồi. Bây giờ mình mời chị Nga qua ăn cùng với mình nha. Đây, sao lại làm miếng khổng lồ nè. Đây. Đi ăn bánh canh cá lóc, ăn đầu cá nhớ xương nha. Nhất là em bé. Lan nhỉ? Dạ. Ngon. Hello. Nóng. Ok. Rồi mời chị. Mời đại gia đình của Mon Vlog nha. Em nói lắm rồi. Miếng lòng cá nha. Ăn miếng lòng cá này nha. Em cố lên.
Trời ơi, lần đầu tiên luôn á, sao mà bữa nay em giỏi dữ mon. Kiếm nhanh. Tự nhiên sao làm muốn ăn bánh canh cá lóc vậy hả con? Mỗi lần em đi về là tiền em à? Dạ. Yeah. Không tiền mua ăn. Cho tiền con Nga. Để tiền con Nga đâu nhỉ? Ừ. Nói là em nạp ít thôi. Thật ra môn ăn một ngày có một buổi thôi. Thật sự luôn á. Không có nhiều đâu. Một người của môn hấp thu tốt. Ngon. 2, 3 uống. Dữ dằn chưa? Dạ đấy. Bạn này hỏi là tại sao mà không cho Sala lên hình với mấy cô ích kỷ đấy. Thực ra là không phải đâu nha. Sala đi thực học ra mà. Là Sala, một là Sala đi học, với lại là mấy ngày hôm trước là Sala mới bị dị ứng, sưng hết mặt mày lên. Mày nên hôm nay mày đỡ này. Hôm nay xinh gái hơn này. Đó, hôm nay mày đỡ. Sưng hết mặt tay chân luôn, gãi như khỉ đột luôn á. Hôm bữa không dám cho nó đi ra ngoài. Ê, Sala có bớt ở đây, ở tay này. Bớt hả? Không phải, là không bữa cái em này đó bị tím tay đó, đang tan dần đó, bị tím luôn lỗ tai luôn mà. Hả? Đúng không Sala? Nó à, vậy nên không phải là mình ích kỷ hay gì không cho bé Sala lên hình nha, đều có lý do cả. Như là hành trình mà chị em mình đi xa quay á, rất là cực. Không dám cho em đi đâu. Tại vì sợ em bị ốm. Đi một ngày là về ốm ngay. Mon còn em còn cái giọng của em còn đang rất là thích ăn mắt cá. Biết tại sao không? Không. Tại vì hồi còn nhỏ á, bà em toàn đưa mắt cá ra ăn á. Bà nói là thương nhất, thương lắm mới cho ăn mắt cá, rồi ăn mắt cá nó tốt. Vậy hả? Bà Mon thì rất là thương Mon. Tình yêu á, tình yêu của bà em. Em là tình yêu của bà đúng không? Đúng rồi. Dạ. Ừ, đúng rồi, con Mon còn bệnh cơ mà. Thế á? Như không? Con nào, cho đi chơi với con Mon nhá. Có dừng xương nha. Có xương không? Xíu tao nữa. Ừ, đến không? Có chứ con. Nó bị kế bên có cái đầu của nó sao là sẽ có xương. Béo. Ngon quá. Mình để xương này. Cứ rồi con Mon đi chơi cho con đi chơi nhá. Con mang thêm cái dù nha, không ốm á. Nghỉ hè đây, cô nghe đưa đi Sài Gòn chơi. Bây giờ nghỉ hè rồi nhưng mà chưa được. Sao là đang học bồi mà. Cả nhà ơi, được rồi, video của Mon xin phép được tạm dừng tại đây nha. Nếu như nhà yêu thương Mon thì hãy cho Mon một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Và nhớ cùng bé Sao. Yeah. 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 Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha. Để xin chào đại gia đình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mình tác chiến. Chị. Mà chung quá. Mình sẽ ăn cái bao tử nè. Để dần ngâm, để dần nè. Bao tử ở trong á? Bao tử là chị nói là chị để ở trong cho nó không bị tan. Ai à. Này đắng không ta? Không đắng đâu chị ạ. Không đắng thiệt ha. Ôi bộ trứng này ha. Trời ơi, được cái trứng cá để dành. Đây bao tử cá. Đã chưa? Cho miếng ớt vô nữa. Ngon. Béo ngậy luôn á. Ngon quá. Kẹp miếng hành lá nữa. Wow, giòn. Rồi cho chị Nga ăn nha. Hèn chị Mon Vlog thích ăn này. Ừ, cho chị ăn đi. Ngại lắm cơ. Quay thì người ta nói nhà nước mình không quay.
chơi gì, ai chơi lại nhỉ? Đi chơi mình nhỉ? Đi ra, ra đây ngồi thôi, kéo ghế thôi. Có chứ, lan đi đón Milo nữa nè. Chưa kịp lấy ra nó ăn, giờ cũng ăn. Con Milo, em Milo tham ăn. Tin thì nó để dặn, xong rồi thả Mina dặn ăn luôn. Mina dặn Tin, Tin với gù, hai đứa cắn nhau. Tin nước nhẹp luôn. Đón Milo bảo. Đón em Milo bảo. Báo cha, báo mẹ, báo cô Mon. Yeah. Con để khuyên sao? Milo ơi, về này con ơi. Của Milo. Milo, thấy cái con này. À. Ôi, kẹp chân em rồi. Em là chị. Ôi, con trai tui. Thấy không? Con trai bảo của mình đây. Con kia chạy rồi. À, chị con kia chạy rồi. Mở cửa ra, sao lại? Vừa gặp ở quán ăn. Gặp quán ăn nào? Bột, vô hả? Đi vô. Con đậu. Ơi dễ thương. Nó nhỏ nhẹ đâu nghe đâu. Quát. Anh. Đi vô. Dễ thương. Con đi theo cô. Hả? Bé không à? Thật á? À?